vực Tây Nam Bộ và Tây Nguyên. Khu vực tiếp theo của cuộc thi sáng tạo tương lai là dải đất miền Trung nắng gió. Và thành phố Đà Nẵng chính là nơi hội tụ của hàng ngàn sinh viên đến với cuộc thi. Xin kính chào quý vị và các bạn. Lúc này đây thì anh Duy đang có mặt tại thành phố biển Đà Nẵng xinh đẹp để chúng ta cùng đến với hành trình vì khát vọng Việt. Đây cũng chính là điểm đến thứ ba của cuộc hành trình này. Và với mỗi một cuộc hành trình, chúng ta lại thấy được những ý tưởng kinh doanh rất sáng tạo của các bạn sinh viên. Còn tại khu vực miền Trung, tại thành phố Đà Nẵng thì các bạn sinh viên có ý tưởng như thế nào? Chúng ta sẽ cùng được biết trong chương trình ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ, hãy cùng với anh Duy gặp gỡ với 6 đội chơi tham gia chương trình ngày hôm nay. 6 đội sẽ cùng nhau tranh tài gồm Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng, Đại học Bách khoa Đại học Đà Nẵng, Đại học Ngoại ngữ Đại học Đà Nẵng, Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng, Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, Đại học Duy Tân Đà Nẵng. 6 đội sẽ trải qua thử thách trong vòng 1 như sau. Các vòng thi của cuộc thi sáng tạo tương lai cũng dựa vào các bước của bản đồ dẫn lối thành công, đó là phải có niềm tin và khát vọng, xác định năng lực lõi, lên kế hoạch triển khai và phương pháp thực hiện, kết nối nguồn lực, dám đương đầu với thất bại. Vòng 1, niềm tin và khát vọng, xác định năng lực lõi. Nội dung đề thi: đưa ra ý tưởng kinh doanh sáng tạo dựa trên thế mạnh nông nghiệp, du lịch, công nghệ thông tin tại địa phương bạn sống và giải thích lý do vì sao. 6 đội lần lượt trình bày bài thi của mình. Sau đó, 6 đội cử 6 đại diện để tham gia trả lời câu hỏi phản biện từ ban giám khảo. Để tăng tính đối kháng giữa các đội, ngoài chất vấn của ban giám khảo, các đội còn phải trả lời câu hỏi phản biện từ đội đối phương. Nội dung chính của vòng 1 là xác định thế mạnh địa phương, đưa ra ý tưởng làm giàu bền vững. Khu vực miền Trung với các thế mạnh như nằm trên trục giao thông Bắc Nam về đường bộ, đường sắt, đường biển, đường hàng không, nguồn tài nguyên tương đối đa dạng, phong phú, có nhiều tiềm năng nổi trội về đất, biển, rừng, khoáng sản, nhất là tài nguyên du lịch. Các đội của chúng ta sẽ phải tận dụng lợi thế ấy như thế nào? Xin mời quý vị khán giả theo dõi cuộc thi Sáng tạo tương lai. Xin chào hành trình vì khát vọng Việt. Phương châm chính của chúng tôi là sáng tạo là chính và trải nghiệm là 10. Chúng tôi đến đây với một mong muốn giao lưu học hỏi cùng các đội bạn. Tất cả các thành viên trong đội của mình bây giờ đang rất là sẵn sàng. Chúng tôi sẽ cháy hết mình cùng hành trình vì khát vọng Việt. Thưa quý vị và các bạn, trước khi đến với phần thi của 6 đội thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với ban giám khảo của cuộc thi hôm nay. Bà Vũ Kim Hạnh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp BSA, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng Cao. Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Quỳnh, Tổng Giám đốc Công ty Nhiên liệu Sài Gòn, từng giữ những vị trí điều hành quan trọng tại các công ty lớn như PNG, PNC, là cổ đông sáng lập của nhiều doanh nghiệp Alpha Book, trường đào tạo dân chủ. Tiến sĩ Kinh tế Vương Quân Hoàng, là nhà nghiên cứu Trung tâm Emin Bernaem, Đại học Tổng hợp Bruxelles. Ông có nhiều tác phẩm và công trình xuất bản quốc tế, cuốn sách mới nhất xuất bản tháng 10 năm 2013 tại Mỹ. Đại học Kinh tế đang sẵn sàng chuẩn bị. Tại Đà Nẵng, nhu cầu thuê xe máy để tự mình thưởng ngoạn cảnh đẹp của du khách ngày càng gia tăng. Với hy vọng mang đến một dịch vụ cho thuê xe máy thuận tiện và chuyên nghiệp hơn, những thành viên của đội Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng đã quyết tâm tự mình trải nghiệm, tham khảo ý kiến của người dân, khảo sát để cho ra đời hệ thống cho thuê xe linh hoạt. Ý tưởng kinh doanh này liệu có khả thi và chinh phục được ban giám khảo? Chúng ta hãy cùng theo dõi phần trình bày của các bạn. Tôi Lương Thành Nhân, một du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Tôi rất muốn đi tham quan Đà Nẵng, tuy nhiên tối nay 18 giờ tôi phải lên máy bay. Đây bây giờ là 14 giờ. Hôm nay đi Đà Nẵng không ta? Tại sao lại không? Đà Nẵng có biết bao nhiêu là cảnh đẹp, nào Bà Nà, Bồng Lai tiên cảnh, nào Ngũ Hành Sơn hùng vĩ hoang sơ. Vậy thì tại sao lại không? Tại sao lại không? Đi đâu mà đi? Ta đợi thời sắc xì qua ở là đất. Để đi được tất cả các điểm trên, xe buýt thì cách chạy trình trần, không cần điểm tham quan. Thuê xe máy thì phải chạy lại trở về Hội An để trả. Đi như thế thì làm sao có thể khám phá những vùng tự nhiên, dừng chân ở chỗ mình thích, được tham quan chụp ảnh được. Oh yeah. Đi, không đi. Đi, không đi. Đi không đi đâu đâu đi. Bạn đừng lo, nó có hệ thống thuê xe linh hoạt tại thành phố Đà Nẵng. Bạn có thể
thuê xe ở điểm Hội An, đi vào thành phố Đà Nẵng và có thể trả xe tại một điểm khác ở thành phố Đà Nẵng. Vậy thì tại sao không? Tại sao lại không? Đi thôi! Điều hầu hết các du khách mong muốn đó là len lỏi vào địa điểm, khám phá sâu các giá trị tự nhiên, văn hóa cũng như là cuộc sống của cư dân địa phương. Và phương tiện thích hợp nhất để thực hiện các chuyến đi này đó là xe đạp và xe máy. Tuy nhiên, việc thuê xe đòi hỏi các du khách phải quay trở lại điểm xuất phát để có thể trả xe. Điều này vừa gây nhàm chán cho chuyến về, vừa tốn thời gian vốn đã hết sức hạn chế của du khách. Công ty chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê xe linh hoạt Pick and Drop tại 3 khu vực Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế. Và chúng tôi có 2 loại hình thuê xe đó là xe đạp và xe máy. Khách hàng có thể thuê và trả xe tại một điểm bất kỳ trong cái hệ thống các điểm giao dịch của chúng tôi. Tôi không thấy các bạn nhắc tới cái vấn đề là trong cái nghề mà cho thuê xe đó là nó không có đơn giản là nó đều là màu hồng. Xe sẽ bị hư, xe sẽ bị mất, xe sẽ bị tai nạn và ai sẽ xử lý tất cả những cái vấn đề đó. Tụi em không chỉ là kinh doanh về việc thuê xe đạp và xe máy mà chúng em còn có 2 chiếc xe ô tô tải. 2 chiếc xe ô tô tải này có nhiệm vụ là vừa làm nhiệm vụ cho thuê xe vận tải trong lúc mà nhàn rỗi và còn vừa làm nhiệm vụ là lên chở các xe máy và xe đạp đang thuê giữa đường bị gặp trục trặc. Và 2 xe này được điều khiển bởi đội ngũ có thể có khả năng bảo dưỡng và sửa chữa xe ngay tại chỗ. Đặc trưng của du lịch ở thành phố Đà Nẵng đó là tính mùa vụ rất là khắc nghiệt. Vì vậy thì các bạn sẽ, cái loại hình kinh doanh của bạn sẽ làm thế nào để phát triển trong cái du lịch là du lịch vào mùa mưa? Đã là làm du lịch thì chúng ta phải chấp nhận cái tính mùa vụ đó. Các chuyên gia mà nghiên cứu ở trường mình là cũng như là cái thầy dạy du lịch ở trường mình thì nói là làm du lịch là chỉ còn một vài tháng trong năm. Bạn có biết quy tắc 8-2 đó, thì cái mùa cao điểm đó là cái mùa chính mình thôi. Được thành lập vào năm 2005, tuy còn khá non trẻ, nhưng Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Đà Nẵng đã nhanh chóng trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa nước ngoài tại khu vực miền Trung. Đến với cuộc thi này, đội đã dày công chuẩn bị một mô hình kinh doanh du lịch mới trên cơ sở tổng hợp từ nhiều loại hình du lịch khác nhau hiện có. Đó là ý tưởng gì và mô hình kinh doanh ấy có khác biệt như thế nào? Xin mời quý vị cùng đến với phần dự thi của Đại học Ngoại ngữ. Ngoại ngữ Đà Nẵng, năng động, sáng tạo, bứt phá. Học tập một loại hình du lịch nghe có vẻ khá mới lạ, nhưng hy vọng sẽ thu hút được rất nhiều sự quan tâm của du khách. Lý do vì sao chúng tôi chọn cái loại hình này, bởi lẽ chúng tôi muốn tạo nên một sự đa dạng và định hướng phát triển những cái loại hình du lịch ở Đà Nẵng. Chúng tôi muốn nhấn mạnh đến 3 điểm mạnh mà chúng tôi cho đó là điểm mạnh cốt lõi và tiềm năng nhất của thành phố Đà Nẵng. Đó là du lịch làng nghề, du lịch ẩm thực và du lịch biển. Ví dụ trong du lịch làng nghề, du khách đến không chỉ đến xem và sau đó mua những mặt hàng về làm quà lưu niệm, mà họ sẽ được chính tay làm nên những cái món hàng để từ đó họ có được sự trải nghiệm thực tế. Và ở đây thì chúng tôi có một điểm nhấn, tức là chúng tôi nhận thấy được tiềm năng rất mạnh của Đà Nẵng, đó là du lịch biển. Là chúng tôi sẽ đưa ra một mô hình đó là góc thiên văn. Nơi đây thì du khách khi đến với Đà Nẵng không chỉ tham quan những bãi biển rất xinh đẹp như chúng ta đã từng thấy, mà người ta sẽ có cơ hội được thưởng thức những vật thể và những hiện tượng thiên văn tại những địa điểm gọi là đắc địa nhất mà đội ngũ của chúng tôi đã nghiên cứu chọn lọc để từ đó hiểu thêm về thiên văn. Nếu mà du khách đến thăm chuyến du lịch của chúng tôi thì họ sẽ được chứng nhận một cái chứng chỉ tham gia đã giao lưu văn hóa cho từ trường Đại học Ngoại ngữ. Hiện nay tại Đà Nẵng có rất là nhiều công ty du lịch lớn cũng đang triển khai các cái tour du lịch tương tự như vậy. Như vậy làm thế nào để các bạn có thể cạnh tranh? Thế mạnh của trường chính là cái khả năng đa ngôn ngữ cũng như cái đội ngũ sinh viên rất là năng động, và chúng em đã có những cái hiểu biết về văn hóa cũng như là có sự tiếp xúc với người nước ngoài. Do đó cái sự am hiểu về văn hóa cũng như là sự giao tiếp sẽ rất tạo hỗ trợ rất là tốt trong cái quá trình dẫn tour của bọn em. Quan trọng nhất đó là về cái giá cả, tức là bọn em không nâng giá cao. Cái bọn em nhận được không phải chỉ là về tiền mà đó còn là những cái bài học cho chính sinh viên tụi em.
Như vậy nếu như giá thấp các bạn dẫn tới các bạn không có lợi nhuận thì các doanh nghiệp cũng không thể tồn tại được. Thì các bạn giải quyết bài toán nó như thế nào? Nếu như mà du lịch giá rẻ mà có nhiều người, nhiều lượng khách đến thì anh vẫn có lợi nhuận hơn là một cái đắt. Ví dụ như là anh bán một cái sản phẩm với giá là 1 triệu đồng mà bên em bán sản phẩm với giá 500 nghìn đồng nhưng mà em lại có nhiều người, em có 20 người, 30 người trong khi bên anh là chỉ có 1, 2 hoặc là 3 người thì em nghĩ là lợi nhuận nó sẽ tăng lên. Học tập thì làm cả quá trình, thì các bạn nghĩ sao việc đổi tên mô hình thành là mô hình du lịch trải nghiệm, bởi vì cái thời gian nó không đủ để học tập nhiều thứ lắm. Rất cảm ơn vì cái ý tưởng là du lịch trải nghiệm, nhưng thực tế theo quan điểm của tụi mình á, đi một ngày đàng học một sàng khôn, có nghĩa là một khi bạn đã đi thì bạn phải trải nghiệm chứ không còn là du lịch. Còn đối với tụi mình, học tập ở đây có nghĩa là cả hai bên chúng mình đều có được. Chúng mình là sinh viên đi hướng dẫn thì chúng mình rất muốn học hỏi được từ những bạn khác, và thứ hai là học tập đối với những cái bạn du khách. Mình không muốn nói ở đây là du khách của mình là sinh viên, nhưng mà đối với những du khách khi họ đến đây thì họ sẽ học tập được những cái thứ mà tụi mình với sự năng động, với sự nhiệt tình và cái độ chu đáo trong cái hướng dẫn và tiếp đón. Quý vị và các bạn thân mến, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần dự thi của đội thứ 3, đó chính là đội Đại học Kiến trúc. Để chuẩn bị cho cuộc thi, các thành viên trong đội Đại học Kiến trúc Đà Nẵng đã tiến hành khảo sát rất nhiều nghệ sĩ tại Đà Nẵng, trong đó có cả những nghệ sĩ đường phố. Chưa biết ý tưởng kinh doanh của các bạn như thế nào, nhưng việc đầu tư cho công tác khảo sát nhu cầu thị trường khá bài bản của đội, dự báo sẽ mang đến phần thi lôi cuốn và hấp dẫn lắm đây. Cùng nhau, không gì là không thể. Yeah! Mình cũng xin giới thiệu sơ qua về cái mô hình của chúng mình, đó là Arcbus. Đây là một cái trạm sáng tác di động. Chiếc xe này sẽ di chuyển đến tất cả các cái địa điểm du lịch, các cái nơi mà có đông khách du lịch. Và ở đây thì các cái nghệ sĩ sẽ có không gian để sáng tác nghệ thuật. Đây cũng chính là cái phòng triển lãm trưng bày để cho các khách quý, những cái vị du khách hay là những cái người có nhu cầu về nghệ thuật sẽ cùng đến ngắm nhìn và cũng như là mua nó. Và đây là hình tượng của chiếc xe sơ khởi ban đầu mà chúng tôi muốn đưa đến. Cái sứ mệnh của chúng tôi đối với quy mô này, đó là đây là nơi để tập trung giao lưu văn hóa du lịch, góp phần tô nét thêm cái vẻ đẹp du lịch Đà Nẵng. Và cái thứ hai đó là chúng tôi muốn nêu cao cái tinh thần của các nghệ sĩ, và từ những cái tinh thần ấy thì đã tạo nên những cái sản phẩm đích thực cho những cái sản phẩm giá trị nhất đến với người dân. Cái mô hình kinh doanh, cái business model của các bạn không rõ. Thì cái mô hình kinh doanh của các bạn ở đây là cái gì? Tức là thu cái gì và chi cái gì? Tụi em sẽ kinh doanh theo 3 cái tiêu chí. Cái thứ nhất là bán các cái sản phẩm. Cái thứ hai đó là tụi em sẽ bán thêm là cái dịch vụ nước giải khát. Cái thứ ba là tụi em sẽ tận dụng chiếc xe để quảng bá hình ảnh. Khi các bạn cố bao trùm một cái giải sản phẩm rất lớn ấy, các bạn sẽ mở ra rất là nhiều hướng, rồi rất nhiều sản phẩm, rồi từ giấy, rồi từ gỗ, từ vẽ, đến cả điêu khắc, rồi sau này các bạn lại muốn làm cả tượng nữa, thì tôi nghĩ là chắc không có cái xe nào mà đủ cho các bạn làm việc đấy. Thì nguyên cái tính không nhất quán của sản phẩm nó làm cho chất lượng các bạn đi xuống, chỉ qua một vài tuần nó đã đi xuống rồi. Mô hình của bọn em thì ban đầu sẽ có 5 xe và mỗi xe có thể chở được 5 nghệ sĩ. Những sản phẩm đó thì ở trường Đại học Kiến trúc là rất là phổ biến, vì ở trường Đại học Kiến trúc là có rất là nhiều câu lạc bộ như là thư pháp, câu lạc bộ nghệ thuật tay chuyên về những cái mảng như mô hình giấy, như là khắc bút chì gỗ và tranh gạo. Bọn em với hy vọng là có thể đem được những cái sản phẩm đến với nhiều người để biết hơn về trường Đại học Kiến trúc của bọn em. Cái sản phẩm không đồng nhất thì tụi em có thể chia ra là ví dụ xe 1, xe 2, xe 3, xe 4, xe 5 thì nó sẽ có những cái dòng nghệ thuật riêng ở trang đó, chứ không phải là chỉ là tụi em tập trung hỗn độn vô chung một cái xe là tùm lum thứ để tụi em bán. Bạn có trình bày tầm nhìn sứ mệnh của bạn là những vấn đề như vậy. Tuy nhiên, theo mình hiểu đó là những giá trị mang lại, thì bạn phân biệt như thế nào về tầm nhìn và sứ mệnh? Người nghệ sĩ sinh ra là để tạo ra các sản phẩm nghệ thuật. Thì ở đây sứ mệnh của công ty bọn mình là sẽ tạo ra được cái không gian các nghệ sĩ hoạt động. Sứ mệnh đối với thành phố đó là tạo ra một cái loại hình mà độc đáo, mà để mà Đà Nẵng có cái gì đó riêng với những thành phố khác như là Nha Trang hay là... Thank you.
lợi thế là một trong ba trường đào tạo kỹ sư đa ngành, đa lĩnh vực, đồng thời cũng là trường đại học kỹ thuật duy nhất của khu vực miền Trung, Tây Nguyên. Đội Đại học Bách khoa Đại học Đà Nẵng đã đưa ra ý tưởng về phần mềm phục vụ du lịch i2GuideBK. Năm thành viên của đội đã miệt mài nghiên cứu, lựa chọn giải pháp tốt nhất với hy vọng ứng dụng này sẽ mang đến sự khác lạ và giúp ích cho du khách đến Đà Nẵng du lịch. Phần mềm này đã hoạt động như thế nào và có gì đặc sắc? Câu trả lời sẽ đến trong phần dự thi của đội trường Đại học Bách khoa Đại học Đà Nẵng. Đại học Bách khoa Đà Nẵng! Chào em mình, cùng hành trình vì các công việc! Xin kính chào toàn thể quý bạn và các vị đã đến với chương trình Kinh doanh Loanh Quanh năm 2015. Chương trình đặc biệt dành cho các đối tượng chuyên đi vòng quanh nhưng cuối cùng cũng đã thành danh trong con đường kinh doanh. Người bí ẩn hôm nay là một chàng trai trẻ. Anh đã rất mất nhiều thời gian để đi loanh quanh và tìm cách đổi đời. Và một ngày mưa to sấm chớp, anh đã tìm ra một sản phẩm mới và đã biến anh thành một doanh nhân giàu có. Và mời ra sân khấu anh Trần Văn Tài, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phần mềm Êm Đềm Cùng Ngọn Sóng. Phần mềm hướng dẫn viên du lịch i2GuideBK là một trong những phần mềm nhận được sự quan tâm rất lớn của người dùng công nghệ và được coi là một sản phẩm không thể thiếu cho khách du lịch. Anh có thể cung cấp cho khán giả của chương trình biết được là những tính năng cơ bản nhất của phần mềm này hay không ạ? Màn hình của chúng ta đó chính là giao diện của phần mềm i2BK của chúng tôi. Với phần mềm này, chúng ta có thể lấy một lịch trình dành cho chính bản thân mình. Chúng ta có thể tự trải nghiệm, tạo lập cho chúng ta một cái lịch trình với một cái lượng thời gian cũng như là tiền bạc phù hợp với chúng ta. Và một tính năng nữa đó chính là với phần mềm này chúng ta có thể đi du lịch tự phượt và mà không cần phải hướng dẫn viên du lịch. Chúng tôi là người dân ở Đà Nẵng và chúng tôi biết tất cả các ngóc ngách những quán ăn nhỏ, trung và lớn. Thời lượng cũng đã hết và chương trình Kinh doanh Loanh Quanh năm 2015 đến đây xin được phép tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau. Người tiêu dùng Việt Nam thì rất sẵn lòng mua những cái điện thoại smartphone mắc tiền, nhưng có thói quen là sử dụng phần mềm miễn phí, là họ sẽ bẻ khóa. Như vậy, các phần mềm các bạn có đủ điều kiện bảo mật mặt kỹ thuật để không bị bẻ khóa và sau đó những người sử dụng sẽ xài chùa hay không? Các công ty phần mềm khác trên ở Việt Nam cũng như thế giới cũng đều chịu những cái thách thức như tụi em thôi. Và họ vẫn tồn tại, họ vẫn thu lợi nhuận được thì tụi em tin tưởng rằng họ làm được, chúng em cũng làm được. Chúng em sẽ cho phép người dùng download phần mềm đó về và trải nghiệm miễn phí trong vòng vài tiếng đồng hồ. Nhưng mà không đầy đủ các chức năng, chỉ một số chức năng cơ bản để người ta có thể cảm nhận được cái sự khác biệt của phần mềm chúng em. Khách hàng Việt Nam thì có thể là biết ít nhiều về Đà Nẵng, nhưng mà khách hàng nước ngoài thì làm sao để họ biết được địa điểm nào trong cái gợi ý của bạn xứng đáng để họ bỏ tiền đi cái địa điểm đó? Chức năng tiếp theo của mình làm trong phần mềm này đó là có chức năng là tự comment, là tự nhận xét. Khi mà một du khách nào đó nó đi đến đó và cảm thấy là rất là tốt thì mình sẽ check lọc các cái comment đó và phản hồi lại một cách chính xác nhất. Và các du khách khác khi tới có thể là tham khảo thêm. Cái điểm khác biệt nhất của bạn là gì? Trong khi là trên thị trường bây giờ có rất là nhiều phần mềm free để hướng dẫn các du khách khi mà đến với Đà Nẵng. Mình ví dụ như một trang đó là do atlas.com. Chúng tôi là người Đà Nẵng, tất cả các ngóc ngách trên Đà Nẵng chúng tôi đều biết. Cái phần mềm này nó một phần nào đó nó làm cho những cái quán ăn nhỏ lẻ, những cái người dân của Đà Nẵng họ phát triển cái tiềm lực về kinh tế của họ và họ sẽ ủng hộ chúng tôi, và đó chính là điều khác biệt của phần mềm này. Và bây giờ sẽ là thời gian để cho đội tiếp theo được trình bày ý tưởng kinh doanh của mình, đó chính là đội Đại học Duy Tân. Đà Nẵng là thành phố du lịch và tương lai phát triển dịch vụ. Tuy nhiên, theo các thành viên của đội Duy Tân, tại các nhà hàng tiệc cưới cao cấp, chất lượng phục vụ nhân viên chưa tương xứng và thường xuyên xảy ra trường hợp thiếu hụt nhân sự. Trên cơ sở khảo sát thực tế nhu cầu tại các nhà hàng, đội đã quyết định chọn ý tưởng thành lập công ty cung ứng nguồn nhân lực bán thời gian để dự thi. Đại học Duy Tân, xin chào tất cả các bạn. Cần gặp em có việc gì không ạ? Là sát đây. Ngày mai mình chuẩn bị tổ chức một chương trình cho 3.000 người. Em về chuẩn bị tôi hơn 200 phục vụ nhá, vào ngày mai nhá, em xem đi. Sếp, sao em có thể chuẩn bị kịp? Dù em huy động hết tất cả các nhân viên của mình thì cũng không thể nào đáp ứng được. Tôi không cần biết,
Ngày mai cô có thời gian chuẩn bị tới 8 giờ sáng. Nếu như không có bản kế hoạch và cả danh sách thì cô có thể nghỉ việc. Ai có thể giúp tôi bây giờ? Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ DTU của chúng tôi chuyên cung cấp nguồn nhân lực bán thời gian là hướng dẫn viên, là những nhân viên phục vụ và cả những nhân viên tổ chức sự kiện cho những doanh nghiệp và cả những đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng khi họ cần đến. Hiện nay, chúng tôi đang có được một nguồn nhân lực vô cùng phong phú, chuyên phục vụ tại các nhà hàng, khách sạn, trung tâm hội nghị, tiệc cưới. Tất cả những nhân viên này đều đã được đào tạo qua những lớp nghiệp vụ của Vistot. Tất cả họ đều được đảm bảo về những kỹ năng cũng như kiến thức về chuyên ngành. Tại doanh nghiệp của chúng tôi còn có thêm một loại hình nữa, đó là hướng dẫn viên du lịch dành cho khách lẻ. Nhân viên này chúng tôi tuyển dụng là sinh viên của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp cũng như các trường dạy nghề trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Các bạn nói cái lợi thế cạnh tranh của các bạn là tính cấp bách. Tôi lại thấy là tính bấp bênh, bởi vì nếu mà cấp bách thì khi nào nó xảy ra và vì sao mà người ta phải đến với mình mà người ta không có những cái cách giải quyết cấp bách khác. Lợi thế trước hết của bọn em đó là về cái khâu tuyển nhân sự vào, tức là khi tuyển vào chúng em đã sắp xếp họ theo từng phân nhóm, từng chỉ tiêu. Tính cấp bách ở đây của bọn em không có nghĩa là khi mà họ cần đến mình thì mình mới đi tuyển, mà trước đó chúng em đã có sự tuyển sẵn. Không có quan hệ vững vàng, không có điều kiện để đào tạo sâu và nắm bắt từng người một mà bạn lại có thể có một cam kết về chất lượng ổn định. Bạn có nhìn thấy cái mâu thuẫn đấy không? Bên em có sử dụng trình quản lý thông minh. Cái đó được ứng dụng công nghệ thông tin vào để làm. Như khi cái nguồn đầu vào của bọn em làm đã có sự chọn lọc và phân loại đó, và đã đánh giá qua các mức độ và qua từng người khi họ tham gia quá trình làm việc, thì mình có thể đánh giá họ cái độ tin cậy và cái độ tin tưởng của họ bao nhiêu, và dựa đó để mình có thể chọn lọc những người đi làm những công việc phù hợp nhất. Cái mô hình quản lý thông minh của các bạn đó cho mình hiểu rõ hơn là các bạn quản lý như thế nào, vì có số lượng nhân viên lớn, đa số là thời gian của từng người khác nhau, người này rảnh giờ này, người khác rảnh giờ khác. Và ví dụ như một cái sự kiện rất là dài, một ngày, hai ngày, chúng tôi cần một lượng nhân viên rất là lớn, thì không thể cái đội ngũ của bạn thay đổi nhân viên liên tục thì có khả thi hay không? Cái trình quản lý thông minh của mình có thể quản lý được rất nhiều người, và cái đó chính là điểm cạnh tranh của mình so với những người họ phát triển nhỏ lẻ. Bởi vì qua cái trình quản lý đó, chúng ta sẽ quản lý từng nhóm người và theo yêu cầu cái cần của mình. Một tiệc cưới cao cấp, các họ chỉ cần những người cao trên 1m75 đối với nam, thì trong hồ sơ giấy tờ mình khó có thể tìm ra được điều đó. Nhưng vào cái phần mềm quản lý của mình, gõ vào Enter, chúng ta sẽ có những danh sách cộng tác viên đáp ứng những yêu cầu đó, và mình dựa đó và liên lạc trực tiếp với họ. Ngoài ra, cái của chúng tôi còn có lưu các thông tin đánh giá của họ, như những người này đã làm được bao nhiêu ngày và chất lượng họ làm như thế nào. Và từ đó mình có thể đảm bảo được độ tin cậy của từng người và tránh ra cho mình lọc trước những người làm tốt và làm không tốt. Ở công ty của mình thì sẽ có lúc đầu vào, các bạn sẽ cho mình biết tôi có thể rảnh được một ngày, hoặc có những người họ gọi tôi có thể rảnh được vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật. Thông tin của những người đó sẽ được lưu vào dữ liệu, và khi mình search ra, mình tìm ra, nếu như nhà hàng của bạn làm trong 2 ngày vào thứ Bảy, Chủ nhật, chúng tôi sẵn sàng có những người đáp ứng nhu cầu đó. Kính thưa quý vị và các bạn, Hành trình vì khát vọng Việt là chương trình do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức cùng với sự đồng hành của Tập đoàn Trung Nguyên. Và trong những năm tiếp theo thì Hành trình vì khát vọng Việt sẽ tiếp tục đến với tất cả các bạn sinh viên trên toàn quốc để các bạn có cơ hội được thể hiện những ý tưởng, niềm tin và khát vọng cũng như động lực làm giàu của mình thông qua từng ý tưởng cũng như là kế hoạch triển khai. Quay trở lại với chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với phần dự thi của đội thứ 6, đó chính là đội Đại học Sư phạm. Làng rau Trà Quế cách trung tâm thành phố Đà Nẵng 20 km về hướng nam, vốn nổi tiếng về chất lượng rau trong cả nước. Với tình yêu quê hương, các thầy cô giáo tương lai của trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng đã quyết tâm phát triển làng rau Trà Quế thành điểm du lịch nông nghiệp để tham gia dự thi. Chúng tôi đến từ khoa sinh môi trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng. Hiện tại, khoa sinh môi trường trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng có một nhóm nghiên cứu giảng dạy môi trường và tài nguyên sinh học.
mang tên DNMBA và Trung tâm Nghiên cứu Sinh học đã thành công trong việc nghiên cứu cái mô hình nhân giống. Điều đặt ra đó là những mô hình như thế này cần được nhân rộng và cần mang lại cái hiệu quả kinh tế cao. Tại Đà Nẵng cần một trung tâm nông nghiệp đô thị để đáp ứng cho nhu cầu cần thiết thực của người dân cũng như là học sinh, sinh viên nghiên cứu. Chúng tôi mong muốn kết hợp giữa du lịch và nông nghiệp dựa trên sự ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tạo ra những sản phẩm đạt năng suất và chất lượng cao nhất, đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng cũng như giải quyết được những vấn đề việc làm, vấn đề giáo dục, tư duy về nông nghiệp cho sinh viên, học sinh, vấn đề về nhu cầu thực phẩm thiết yếu trong đời sống hàng ngày. Hiện nay trên địa bàn á, nó đang có một cái công ty mà nó lấy tên miền là Rau Sạch Miền Trung và họ cũng đang cung cấp rau sạch tại Đà Nẵng. Thì làm sao, làm thế nào bạn cạnh tranh lại với các đơn vị đó? Cái sản phẩm cuối cùng là sản phẩm du lịch và trải nghiệm du lịch. Còn trên nền tảng là tụi em trồng rau bằng công nghệ cao. Thì sản phẩm rau là sản phẩm tất yếu và sau đó định hướng phát triển lên du lịch. Giả sử tôi đi thăm, thì bây giờ các bạn thuyết phục tôi đi thì tôi sẽ thấy cái gì hay ở đấy? Đầu tiên anh thấy thú là ở đây là rau nó rất là chất lượng, rất là tươi ngon, rất là đẹp. Mình cái gì về thiên nhiên mình sẽ cảm thấy là thích thú đầu tiên. Thứ hai là có những cái mô hình kiểu dáng rất là bắt mắt, tại vì thiết kế rất đa dạng về mô hình. Có thể là những tấm bạc, những tấm phản trồng hoa, trồng rau trên đó, thiết kế về để tham quan du lịch. Thứ hai là công nghệ mà tụi em muốn các bạn có thể xem được về thay đổi tư duy. Vì mình có thể mô hình này tôi phải về trồng ở nhà được, có thể là nó hơi chi phí nó sẽ cao hơn so với bạn, nhưng mà có thể trang trí trong nhà. Chúng ta phải hiểu rằng cái người khách mà đi đến du lịch nông nghiệp của chúng ta đó, họ không có đi kiếm công nghệ cao đâu. Cô lưu ý các bạn điều đó. Cái giống hạn nghĩ nào như có một mô hình đa trong một mà chúng ta tận dụng được hết tất cả những nguồn lực chúng ta có, nó là khá phù hợp. Em nghĩ là như vậy. Đó là những cái niềm tin để nhóm đến đây ngày hôm nay. Bây giờ ngay gần, rất gần Đà Nẵng có làng rau Trà Quế. Có bao giờ bạn nghĩ là bây giờ Hậu An với Đà Nẵng rất gần nhau, có bao giờ họ đi tới cùng hai làng rau cùng một lần hay không? Và tôi xin bổ sung, ở đây là chúng tôi trồng rau bằng công nghệ cao chứ không phải là trồng bằng đất. Ví dụ như tôi là mua qua sinh môi trường, là tôi lớp chúng tôi đi tham quan, ở thực tế là chúng tôi phải đi tới Đà Lạt để tham quan cái mô hình để trồng rau thủy canh ở công ty Kim Bằng ở Đà Lạt. Nhưng chúng tôi muốn xây dựng ở đây để phục vụ các bạn sinh viên, nghiên cứu, học sinh trải nghiệm. Trường bạn không cần đi tới Đà Lạt xa vậy đâu. Ngay trên Hòa Phong, Hòa Vang mình đã có một cái chỗ sản xuất rau sạch theo chuẩn Việt Gáp, trực thuộc của công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Thiên Ngân. Như vậy là cái mô hình của bạn khi mà mở Đà Nẵng thì đã là không duy nhất rồi. Một trong những điểm nhấn thú vị của cuộc thi sáng tạo tương lai là phần tương tác khán giả, lực lượng đóng góp quan trọng cho sự thành công của các đội. Trước khi gặp gỡ và giao lưu với các ca sĩ được yêu thích, các bạn khán giả đã tham gia nhiệt tình vào những trò chơi vui nhộn của chương trình và nhận những phần quà vô cùng hấp dẫn. Đến với cuộc thi sáng tạo tương lai tại khu vực miền Trung, nhóm nhạc The Man và ca sĩ Giang Hồng Ngọc đã có những giây phút đáng nhớ và không gian âm nhạc tươi trẻ với các bạn sinh viên nơi đây. Trong những giấc mơ, người có biết có những giấc mơ mà thật lòng em chẳng hề muốn thức giấc. Là một buổi chiều nào cuối thu, có anh kề bên. Nắng nan tuyệt vời, ngày hôm ấy dịu dàng nhẹ nhàng. Đôi môi anh để rơi từng chiều, em hoài ngóng trong anh đón đưa. Và rồi nhiều ngày mưa trên lối đợi cho từng giờ, anh không tới chỉ còn lại mình em cô đơn với những giấc mơ. Người có biết có những đắng cay mà dù thời gian trôi qua đã lâu cũng chẳng thể nào xóa tan đi và về lại trong những giấc mơ. Người có biết có những giấc mơ mà thật lòng em chẳng hề muốn thức giấc. Là một buổi chiều nào cuối thu có anh kề bên. Là một ngày mà mình mới trao tiếng yêu đầu. La 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 la
Thưa quý vị và các bạn, vị diễn giả sẽ cùng giao lưu với các bạn sinh viên trong chương trình ngày hôm nay. Xin được giới thiệu doanh nhân, nhà báo Lê Quốc Vinh. Thưa anh, quay trở lại với chương trình hôm nay, anh sẽ có một cuộc trò chuyện với các bạn với chủ đề là dám nghĩ, dám làm. Vậy thì cái tinh thần này nó có ý nghĩa như thế nào và quan trọng đối với chúng ta như thế nào trên con đường lập nghiệp ạ? Nếu như chúng ta dám làm những cái điều mà người khác chưa làm bao giờ, tức là làm ra những cái điều khác biệt, những cái điều mới mẻ, thì đó chính là cái tinh thần doanh nhân, đấy là khởi đầu của cái tinh thần doanh nhân. Và nếu như một người doanh nhân mà không tìm được một cái cách nghĩ mới, một cách nghĩ khác, thì sẽ rất khó có thể thành công được trên thương trường. Sẽ có một số người hiểu rằng là dám nghĩ, dám làm cũng có thể là sự liều lĩnh. Tôi không đồng ý với cả cái điều đó. Một cái người khởi nghiệp, một người doanh nhân thì bao giờ cũng cần phải có một chút cái mạo hiểm. Nhưng mà mạo hiểm không có nghĩa là liều lĩnh. Và những cái ý tưởng mới mẻ, những ý tưởng khác biệt đó chính là cái tạo ra cái lợi thế cạnh tranh trong tương lai. Mà cái ý tưởng đó, ý tưởng mới mẻ đó được lập một cái kế hoạch hoàn hảo và sau đó là có một cái kế hoạch hành động. Cái tinh thần dám nghĩ dám làm ấy đến với anh từ khi nào? Từ khi anh còn nhỏ hay là đến khi anh học đại học là một sinh viên rồi thì tinh thần này mới xuất hiện trong anh? Lúc mà tôi còn đi học thì tôi không nghĩ rằng là mình có những cái tư tưởng nào đột phá cả. Cho đến khi mà tôi bắt đầu đi làm việc, khởi đầu của tôi thì không giống các bạn sinh viên bây giờ vừa ra trường là muốn kinh doanh ngay. Tôi có một trải qua một cái quãng thời gian làm việc trong các cơ quan báo chí của nhà nước. Và chỉ khi tôi bước chân vào thương trường thì cái tư tưởng đó nó mới bộc lộ. Một cái ý tưởng không giống ai, ví dụ như là khi tôi nghĩ đến chuyện là đưa những cái tạp chí thời trang xa xỉ vào Việt Nam chẳng hạn, thì tôi đưa vào cái lúc mà chúng ta còn vừa mới thoát nghèo, chưa ai nghĩ rằng là người ta có thể là có một cái thị trường thời trang như ngày hôm nay chúng ta có. Tinh thần mà dám nghĩ dám làm ấy có thể đến với chúng ta khi chúng ta là sinh viên, khi chúng ta bắt đầu đi làm, rồi khi chúng ta thuộc U30, 40 đi. Nhưng nếu như chúng ta vào độ tuổi U50, nó còn thể hiện được vai trò của mình nhiều giống như là những giai đoạn trước đó không? Khi mà người ta còn trẻ thì những cái suy nghĩ, những cái phát kiến hoặc là những cái ý tưởng táo bạo nó có thể là đến một cách rất là ngẫu hứng, rất là tức thời. Còn ở cái độ tuổi như tôi thì những cái ý tưởng đột phá đó nó vẫn còn, nó phải còn. Bởi vì một khi mà chúng ta vẫn còn tiếp tục muốn hoạt động trong các cái lĩnh vực, đặc biệt là kinh doanh, thì điều đó là bắt buộc. Nhưng mà những cái ý tưởng đó bây giờ nó sẽ được hình thành qua cả một cái quá trình nghiên cứu, lập kế hoạch, rồi sau đó cái ý tưởng nó mới bộc phát. Và bây giờ thì anh Duy xin nhường lại sân khấu để anh Lê Quốc Vinh chia sẻ với các bạn sinh viên. Xin cảm ơn anh. Đầu tiên là chúng ta có idea, tức là cái ý tưởng. Chủ đề của chúng ta là dám nghĩ và dám làm. Nhưng trước khi làm chúng ta cần có một cái kế hoạch. Và khi mà chúng ta có một cái kế hoạch hoàn hành động rồi thì chúng ta mới thực sự bước chân vào hành động. Thì chúng ta sẽ đảm bảo cái sự thành công đó có đến 80-90% là như vậy. Trước khi đến với kết quả về ba đội nào sẽ được vào vòng 2, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những ý kiến tổng kết từ phía ban giám khảo sau vòng 1 của cuộc thi. Xin trân trọng kính mời ban giám khảo. Tôi rất hào hứng với lại các cái ý tưởng. Có thể nói là nó hoặc là nó không quá mới mẻ, nhưng mà các bạn chọn để đưa vào hiện thực. Thì cái ý tưởng như vậy là khá là phong phú. Nó đáp ứng được những nhu cầu mà một thành phố đang phát triển rất là nhanh như chúng ta còn đang tiếp tục cần. Và nếu những người mà đi khám phá ra những cái nhu cầu đó lại là những bạn trẻ có nhiều khát vọng, thì đó là một cái tín hiệu là tương lai của thành phố này sẽ rất là tích cực và rất là đáng lạc quan. Và tôi chúc mừng về cái sức nghĩ của các bạn. Đó là những lời nhận xét, góp ý cũng như là những lời khuyên vô cùng hữu ích mà ban giám khảo dành cho cả 6 đội thi. Các bạn thân mến, bây giờ anh Duy sẽ gọi tên 2 đội cùng một lượt và các bạn sẽ cùng bước lên phía trước 2 bước để lắng nghe kết quả. Trước tiên, xin mời Đại học Kinh tế và Đại học Duy Tân sẽ cùng bước lên. Đội đạt điểm số cao hơn trong 2 đội này là 243 điểm.
và đội đạt điểm số thấp hơn là 233 điểm, đội phải dừng cuộc chơi. Duy Tân. Điều đấy có nghĩa là Đại học Kinh tế sẽ được quyền bước tiếp vào vòng 2. Chúc mừng các bạn và rất tiếc phải chia tay với Đại học Duy Tân. Tôi xin được mời hai đội tuyển sẽ cùng tiến lên phía trước, đó là Đại học Sư phạm và Đại học Ngoại ngữ. Đội đạt số điểm thấp hơn là 224 điểm và số điểm cao hơn là 245 điểm. Vâng. Và đội đạt số điểm thấp hơn phải dừng cuộc chơi, đó là Đại học Ngoại ngữ. Và điều đó có nghĩa là tôi được chúc mừng Đại học Sư phạm, các bạn sẽ bước tiếp vào vòng 2. Và rất tiếc phải chia tay với các bạn ở Đại học Ngoại ngữ. Và bây giờ còn hai đội cuối cùng là Đại học Bách khoa và Trường Đại học Kiến trúc, đúng không ạ? Mời các bạn bước lên phía trước. Đội đạt số điểm cao hơn và cao nhất trong vòng 1 là 262 điểm. Và đội còn lại đạt số điểm là 223 điểm. Và đội với số điểm 262 sẽ bước tiếp vào vòng 2. Đó là Đại học Bách khoa. Chúc mừng Bách khoa. Và điều đó có nghĩa là chúng tôi rất tiếc phải chia tay với Trường Đại học Kiến trúc. Và chúng tôi xin được mời ba đội đã phải tạm dừng cuộc chơi của chúng ta sẽ cùng tiến lên phía trước để chuẩn bị nhận những món quà từ phía ban tổ chức. Đó chính là Đại học Ngoại ngữ, Đại học Kiến trúc và Đại học Duy Tân. Ở vòng 1, tiêu chí quan trọng để các đội ghi điểm là xác định thế mạnh địa phương, đưa ra ý tưởng làm giàu bền vững. Thang điểm tối đa của mỗi giám khảo là 100 điểm và tổng điểm tối đa dành cho mỗi đội là 300 điểm. Chúng ta hãy cùng nhìn lại số điểm 6 đội đã đạt được ở vòng 1. Và ngay sau đây, anh Duy xin được trân trọng kính mời đại diện của ban giám khảo sẽ lên sân khấu để trao những phần quà lưu niệm cho ba đội. Trân trọng cảm ơn ban giám khảo và một lần nữa xin được cảm ơn ba đội thi của chúng ta. Ba đội xuất sắc để đến với vòng 2 của cuộc thi Sáng tạo tương lai, Đại học Kinh tế, Đại học Sư phạm và Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng. Xin được chúc mừng ba đội. Quý vị và các bạn thân mến, hãy tiếp tục theo dõi và cổ vũ cho ba đội thi của chúng tôi trong vòng 2 của cuộc thi Sáng tạo tương lai. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng với đề tài Hệ thống cho thuê xe linh hoạt. Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng với đề tài Phần mềm phục vụ du lịch I2GBK. Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng với đề tài Trung tâm nông nghiệp đô thị tại thành phố Đà Nẵng. Ba đội xuất sắc vượt qua vòng 1 sẽ tiếp tục tranh tài tại vòng 2 của cuộc thi Sáng tạo tương lai. Họ sẽ vượt qua thử thách tiếp theo như thế nào? Mời quý vị đón xem trong chương trình tuần sau.